ốc. Ốc sen. Ốc sen của ai? Ốc sen của con. Của Trung Kiên. Của Trung Kiên. Rồi, Trung Kiên chỉ ốc sen đi. Đó, ốc sen của Trung Kiên này. Quay cận cảnh ốc sen Trung Kiên. Ốc gì Trung Kiên chỉ coi. Đó, một con. Hai con. Ba con. Bốn con. Năm con. Sáu con. Bảy con. Tám con. Chín con. Rồi, hôm nay sẽ quay cận cảnh những con ốc sên này. Điểm lại nha, 1 ốc sên, 2 ốc sên, 3 ốc sên, 4 ốc sên, 4 ốc sên, 5 ốc sên, 6 ốc sên, 7 ốc sên, 8 ốc sên, 9 ốc sên, 10 ốc sên. Trung Kiên cầm lên con ốc to coi. Ốc to. Rồi con cầm lên coi, nói coi. Nói coi, đây là con ốc gì? Ốc. Ốc to. To, ốc tên gì? Ốc tên. Ốc gì? Ốc đó. Ốc sen. Ốc sen ma. Nói coi, ốc này ốc gì? Ốc sen ma. Ok. Được. Ốc sên ma phải không? Phải. Con bắt ở đâu ạ? Ở ngoài. Bị dưới. Bị dưới. Đúng không? Đúng. Rồi. Rồi. Được chưa? Được rồi. Được rồi. Nè hỏi nè. Bữa nay là sao mà sao mà nhà ai cũng đóng cửa hết trơn à, nói nghe coi. Covid 19 đóng cửa. Nói lạ coi, sao? Đóng cửa. Đóng cửa là tại gì? Covid 19 đóng cửa. Vậy phải không? Phải. Phải rồi. Rồi, con bye bye đi. Bye nha. Bye bye đi. Dạ, bye bye.